Em xin chào các cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube của Linh Cuộc Sống Linh Đình. Các bạn ơi, bữa nay trời trong xanh rất là đẹp luôn. Hiện tại thì em đang ở trên đường cao tốc nè. Dòm ra thấy trời trong xanh rất là đẹp nên quay khung cảnh ở bên ngoài xe cao tốc cho các bạn xem. Hiện giờ thì em đang đi xuống cái trường đại học Oxford các bạn. Bữa nay thì em đưa người nhà trở lại cái trường học 4 tháng vì bệnh dịch đó nên không có học ở nhà. Thì bữa nay trường học mở cửa lại rồi thì em đưa người nhà trở lại để học, xuống dưới là ở luôn ở dưới các bạn. Từ nhà mà lái xe đi xuống tới dưới là gần 3 tiếng á. Xuống dưới chắc cũng mệt luôn nhưng mà em cũng tranh thủ để quay những cái khung cảnh trường đại học nổi tiếng thế giới cho các bạn xem nha. Đây là cũng lần thứ ba em trở lại cái trường học này. Coi bữa nay coi có những gì thay đổi không nha. Những ai mà ở nước Anh thì được đi về nhà, còn những các em mà ở nước ngoài thì ở luôn ở trong trường học. Chứ không có, bởi vì mình đó đâu có được đi về nhà đâu. Bây giờ các bạn xem cảnh đường cao tốc nha. Rồi đi xuống dưới thì em sẽ chia sẻ ở dưới cho các bạn xem. Em cũng vừa xuống tới trường đại học Oxford rồi và đem đồ vô xong xuôi. Bây giờ thì các bạn cùng em để mình đi dạo và khám phá cái trường đại học nha các bạn. Bữa nay trời trong xanh dòm đẹp quá trời luôn. Trường đại học ở đây kiến trúc các bạn nhìn rất là đẹp luôn ha. Nơi cái thành phố mà Oxford này bao gồm là gần 40 cái trường học và thư viện các bạn. Lớn dữ lắm. Hết cái trung tâm thành phố này là trường đại học hết luôn. Thì đi xuống đây thì cũng hơi mệt các bạn, nhưng mà cũng quay cho các bạn để chia sẻ cho những ai mà biết chỗ này rồi thì cũng xem cho vui, còn chưa biết thì xem cho biết nha các bạn. Bởi vì lúc nào em đi đến đâu cũng muốn chia sẻ và cho các bạn cùng biết với em luôn. Bây giờ thì mình cứ đi dài dài, mình nhắm những ngôi trường. Ở đây là cái đường lộ các bạn, mà nó có mấy cái cục đá này là từ hồi xưa tới bây giờ người ta vẫn để vậy không thay đổi. Đi nó cũng lạ giò lắm, nó cứng cứng cái giò của mình á, thấy lạ lắm. Bữa nay thì trường học mở cửa trở lại thì cha mẹ anh chị em đưa nhà đi trở lại để học. Những em mà học ở học trường học này á thì vô là ở luôn trong đó chứ không có được đi về. Và hôm nay dịch bệnh á thì ai có nhà ở đây á thì những người sống ở đây á thì được đi về nhà, còn các em mà ở nước ngoài á thì ở luôn ở trong trường học, không có được đi về, cũng buồn ha các bạn ha. 4 tháng nhưng mà không có học trong trường học, đi về nhà nhưng mà vẫn học online. Bữa nay thì trở lại á cũng không có được vô lớp học, cũng ngồi ở trong cái phòng là học luôn các bạn, chứ cũng vẫn học online luôn. Khi mình trở lại là cũng phải xét nghiệm coi là có bệnh hoạn gì không thì mới trở lại các bạn. Vào cái trường đại học này cũng rất là khó luôn, không có đơn giản, các em cũng phải học giỏi và nỗ lực rất là nhiều luôn thì mới được đi vô cái trường đại học này. Bất cứ ai học giỏi thì thi đậu và mình sẽ phỏng vấn qua 5-6 người. Nếu mà mình đậu hết thì mình được vô, bất cứ mình ở nơi đâu mình cũng học giỏi và mình thi đậu là cứ vô thôi. Nhưng mà rất là khó lắm các bạn ơi. Có hình như là 1%, 2% là được vô đó. Có bao nhiêu cái số nhỏ vậy thôi đó các bạn.
ai mà được người nhà mà vào cái trường học này thì cũng rất là vui và cũng được hãnh diện một phần nào á. Mọi người đi dạo quá trời luôn, bình thường không có học á thì ở dưới đây rất là im lặng, bởi vì đâu phải là cái trung tâm thành phố là mua sắm hay là shopping là cái trường học không mà. Khi không học á là nó im lặng lắm, không có nhộn nhịp. Khi trường học qua hoạt động mà học trở lại á thì những cái quán mở cửa ra để cho các em học sinh á đi shop và ăn uống. Học ở đây á thì những ai mà ở nước ngoài á thì cũng như là giàu lắm á thì mới được đi qua đây học. Bởi vì qua đây thì mượn tiền để đóng trường học á thì chắc không có được. Còn ai ở đây á thì có khả năng đóng trường học luôn á thì đóng. Còn nếu ai không có khả năng á thì nhà nước cho mượn để đóng trường học. Một năm á thì mười mấy ngàn thì chạy ra cũng 300 mấy chục triệu bên Việt Nam. Thì khi mà cái mình học xong á, mình ra mình có nghề thì người ta, nhà nước sẽ lấy cái tiền mượn đó lợi lần lần. Còn nếu mà ai có khả năng á, thì đóng luôn. Ở trong đó đó thì người ta sẽ nấu cho mình ăn luôn, nhưng mà mình phải trả tiền nha các bạn. Còn mình muốn khi nào mình muốn ăn những món gì thì mình cũng đi ra ngoài mình mua đồ, mình cũng có bếp cho mình nấu nữa. Đi vòng vòng ở đây rất là thoải mái luôn á. Các bạn thấy mình đi từ hồi nãy tới giờ là vẫn là trường học không nha các bạn, không có phải là nhà. Mấy chỗ này thì cũng có buôn bán, nhưng mà cũng là buôn bán cho những cái trường học á các bạn. Cũng nơi trường học luôn. Ở trong trường học á thì người nhà em nói á, thì ăn ở trong đó cũng đồ ăn ngon lắm, không có phải là dở đâu. Cũng thay đổi món hàng ngày luôn, mà đồ ăn cũng bổ lắm. Thì mình khi nào mình muốn ăn ở ngoài thì mình đi ra mua, rồi khi nào mình muốn ăn ở trong đó thì mình ăn ở trong đó. Thì ăn ngày nào mình trả tiền ngày đó vậy đó các bạn. Còn mình ở trong đó thì mình cũng phải trả tiền luôn nữa. Nói chung là lên tới đại học là tốn tiền lắm luôn các bạn ơi. Cái gì cũng tốn tiền hết luôn. Nên những ai mà ở nước ngoài mà qua đây học á, thì cha mẹ phải có khả năng thì con cái mới qua nước ngoài học được. Ở đây cũng vậy luôn nữa các bạn, mình có khả năng là mình phải mấy đóng tiền học mười mấy ngàn cho một cái năm học với các bạn. Tại vì cái đại học này á, rất là xa nhà luôn, cho nên phải ở dưới đây. Chứ nếu mà học gần nhà thì sáng đi chiều về cũng được. Bởi vì này đi tới mà 2-3 tiếng luôn, thì cái thời gian không có kịp để đi về nhà, nên phải ở dưới đây luôn. Ai cũng đến cái trường học này là đều ở dưới đây hết các bạn. Thì mình vào cái trường này rồi á thì mình đóng cái trường học và tiền chỗ ở và tiền ăn. Thì mình cứ học xong rồi thì ở chỗ trường học nấu đồ ăn thì mình ăn rồi mình trả tiền. Còn tiền nhà thì nói chung với cái tiền học luôn, chỉ là mình khi nào mình ăn là mình trả tiền thôi. Thì các em cũng lo học xong rồi đi ra thì cũng không cần phải nấu ăn nấu uống gì hết, thì cứ đi ra mua là có đồ ăn rồi. Bây giờ các em học tới 2 tháng nữa là đi về luôn á các bạn, bởi vì xuống đây là ở luôn ở trong đây. Tháng 6 á, thì bãi trường á thì các em đi về nhà luôn. Các bạn biết cái trường học này á, từ hôm nay là làm thuốc để chích cho cái Covid đó các bạn. Trường học này á, em nghe và nó nổi tiếng rất là lâu luôn rồi, nhưng mà em cũng chưa có đặt chân xuống đây để tham quan lần nào. Và cái trường học này á,
là ao ước cho mỗi một cái gia đình là ước gì có con hay là em học ở trong đây. Thì bữa nay em có người nhà học ở trong đây thì sẵn dịp em xuống dưới đây để tham quan và chia sẻ cho các bạn cùng xem luôn. Hết cái thành phố này là bao gồm là trường học và nhà ở cho các em á, cho nên nó rộng lớn quá trời luôn các bạn. Những người mà ở nước ngoài đó đi qua đây du lịch đó, thì thứ nhất là họ sẽ đi tới thành phố Linh Đình và sau đó là phải đi xuống cái trường học này để tham quan cho biết, bởi vì cái trường học này nó quá nổi tiếng luôn thì ai cũng muốn một lần đi đến đây để tham quan. Bây giờ thì mình cũng đi dài dài để mình tham quan và ngắm cảnh nha các bạn.
các bạn nhìn đó, sâu sâu vô bên trong. Và nơi đây đồ tất cả là điều mình đi hoài cũng không hết, trường học nữa. Thì hồi nãy tới giờ cũng đi dạo và chia sẻ cho các bạn những cái khung cảnh trường học Oxford nơi đây. Thì đến đây em xin tạm ngừng video nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye và hẹn gặp lại.